mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi.
chuỗi hành trình cuộc đời cha. Con này xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài. Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Cha và con và thánh thần. Amen.
tôi tin trên Đức Chúa Giêsu Kitô là có một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép với Chúa Thánh Thần là người xuống thai sinh bởi bà Maria, chiều nàng thời quan phong Siêu Phi La Tô, chiều đông thánh trên cây thánh giá chết là tăng sơ xuống một tổ tâm thầy thứ ba bởi trong cái chết mà sống mãi lên trời ngờ bên yêu đức Chúa Cha phép pháp vô cùng ngày sau với trời rồi xuống hoan xét cây sống và cây chết. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh thần có ở khắp thế này. Thánh Thần, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Thưa bà Kiều, thưa Tăng Quyên, được tin ông Kiều Pedro Chúa gọi về. Hai cha cùng đến đây để một lần nữa xin được thành kính thân yêu cùng gia quyến trước sự ra đi của ông Kiều Pedro. Chúng ta đang sống trong tuần giáo hội hướng về với Chúa Thánh Thần hiện xuống, đặc biệt trong tuần vừa qua chúng ta mừng lễ Chúa lên trời, và trước khi Chúa đổ trời Chúa đã thấy được cái sự sao xuyến vòng vã của các tông đồ. Chúa đã nói với các ông rằng thầy đi để dọn chỗ cho anh em, lòng anh em cũng sao xuyến. Và những lời lẽ đó ngày hôm nay Chúa vẫn đang nói với can quyến chúng ta. Ông thầy đồ đây ra đi, mỗi người chúng ta cùng sao xuyến, cùng gốc buồn, bởi vì Chúa đã ra đi trước. Chúa đã về trời để rồi Chúa giao chỗ không những cho tất cả mọi người chúng ta mà là cho cả ông Pedro đây. Vì vậy cái chết của ông đây không phải là một nỗi buồn tiêu tán đối với tất cả chúng ta, mà chính là một niềm vui, một hy vọng, bởi vì Chúa đã lên trời trước chúng ta, giao chỗ cho chúng ta và ông Pedro đây. Và trong bài tin mừng của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với Pedro: anh có yêu đến thần không? Chúa nói với tông đồ Phêrô ngày xưa và có lẽ cũng nói với ông Kiều Phêrô tại một lần hơn một năm trời ông làm xuyên trường này. Có lẽ Chúa cũng đã hỏi ông rất nhiều. Ông Phêrô hỏi: ông có yêu đến thần không? Và câu trả lời của ông chắc chắn cũng giống như các tông đồ Phêrô ngày hôm nay. Khi còn sức khỏe, chúng ta biết ông Kiều đây là một người rất siêng năng, chịu khó đi tham dự thánh lễ các buổi sáng. Không có ngày nào mà ông không bỏ một thánh lễ buổi sáng. Và trước 4 giờ ông đã có mặt tại cổng nhà thờ để rồi cùng với cộng đoàn tham dự thánh lễ. Đây cũng chính là một cái niềm hy vọng của tất cả mọi người chúng ta. Ông đã biết chuẩn bị cho mình những hành trang thì ngày hôm nay Chúa gọi ông về, và có lẽ ngày hôm nay khi Chúa gọi ông về, ông cũng vui mừng vì được Chúa là đón tiếp ông. Chúng ta dâng tất cả những nỗi buồn này cho Thiên Chúa, và chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ có chương trình cho ông Kiều Pedro này. Vì vậy chúng ta hãy biến nỗi buồn này trở thành niềm hy vọng của tất cả những lời kết của chúng ta giờ về Thiên Chúa. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho Kiều Pedro, xin Chúa để những vất vả hy sinh của ông, và đặc biệt những hy sinh vất vả của bà, các con các cháu và cánh lễ cũng những người cầu nguyện, xin Chúa đón nhận ông Kiều Pedro vào trong nước của Ngài. Giờ đây xin mọi người chúng ta cùng đồng ý với Hai Cha để làm nghi thức sở mạnh. Chúa cùng anh chị em và ở cùng xa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, lên danh Chúa. Khi mấy Chúa Giêsu phán rằng tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ép của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường,
tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và hạnh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Được thông báo chị em trong giây phút mặt hoàng này, giây phút mà gương mặt của người thân yêu chúng ta đây là ông Kiều Phêrô vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trời gian này nữa. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và xin Chúa cho linh hồn ông Kiều Phêrô được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho mỗi người chúng ta sẽ được gặp lại ông Phêrô trong nhà Chúa muôn đời. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy tìm lên Đức Giê-xu, nâng các cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết cầu xin. Thầy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đứng đầu với hầu dân sư trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Từ trước cảnh chia ly tan khóc, chúng con lại xin Chúa yêu đủ chúng con và chia sẻ với chúng con những giây phút sàng hoàng đau thương ấy, đau thương và khối lỗi này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh ông Phêrô và hy vọng chắc chắn nhau trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dân người cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không còn được nhìn thấy ông Phêrô trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của ông Phêrô. Xin đừng để chúng con phải ngậm cán nuốt cay trước sự chia ly đầy mất mát đau thương này. Nhưng xin cho chúng con tràn trề niềm hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sao kêu lên Chúa, xin Chúa hãy cảm nhận lời con kêu. Cho bà hô cũng như con cháu của sư đoàn phần nào đối với đức thương ông Kiều Phêrô.
vào huyết phận của ông Kiều. Ông vừa được lời nhờ lời cầu nguyện hiệp chất từ nơi quý cha, nơi quý phụ ông bà, vừa nhân viên thiên chúa đến lời cầu nguyện thiết tha, các chắn chúa sẽ đồng lòng thương và tha mức tận mạng cho ông. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi quý cha cùng là quý phụ ông bà nhân dân nơi đây, ta đến trong lòng xin được giới thiệu, vì đại dầu thành viên cho an hiếu có đôi lời cảm tạ. Trọng kính hai cha, ông Phêrô của chúng con đã vâng theo tiếng chúa gọi từ giã căn nhà trần gian này để về an nghỉ với tổ tiên. Đặc biệt trưa hôm nay được hai quý cha về đây, không quản ngại những thời tiết nóng này, về đây có những lời động viên an ủi tăng quyến chúng con, đồng thời làm nghi thức đầy giác quan của ông Phêrô. Vậy giờ đây con cũng không biết nói gì hơn hết, con thay lời cho tăng quyến xin cúi đầu cảm tạ hai quý cha và kính thưa cộng đoàn. Sự hiện diện của các bà nội và ngoại tộc, bà con lối xóm đã về đây dự nghi thức đầy đáng quan cho Phêrô chúng tôi. Vậy giờ đây tôi thay lời tăng quyến xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cụ các bà và nhiều biết ơn xin đây. Giờ đây chúng con xin kính thời hai cha và thầy đi học hết từ trước. Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng vui trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng người đã kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Những hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chạy xiết reo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha, cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha núi đang kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn, nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có sông lệ thấm xuống đại dương.
cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, con sông Lệ thấm xuống hồn con. Những hôm nay con thân cha về với cát bụi. Kính thưa cha giáo Du Xe kính mến, kính thưa quý thầy đại diện cho nhà dòng bến Khánh Giá Kiên Lao Bùi Chu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu, các bậc ân thân nhân cùng quý khách xa gần đang hiện diện nơi phòng tang. Cộng đoàn giáo cứ đời thánh chúng con đang hướng lòng về với giáo hội để long trọng mừng kính ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì cũng là lúc vinh dự cho ông Kiểu Phêrô của tang hiếu được Chúa gọi rời khỏi trần thế. Niềm vinh dự lớn lao của ông là ông đã được Chúa gọi ông về khỏi trần thế trong ngày đại lễ mừng Chúa Thánh Thần. Nhưng với tình cảm con người thì sự ra đi của ông dẫu sao cũng để lại cho bà cùng con cháu chắc nỗi nhớ thương vô hạn. Bà cùng với các con cháu chắc đã có lời kính trình tới quý cha, kính báo tới quý thì, quý cụ ông bà bên đôi phần nội ngoại, với các cụ các vị đại biểu nơi tình làng nghĩa xóm. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này cha giáo quý thì cùng quý cụ ông bà đã về nơi phòng ta để chia sẻ nỗi nhớ thương vô hạn với bà, quả phụ cùng con cháu chắc trong gia đình, đồng thời tổ chức chương trình cầu nguyện để cầu nguyện cho ông trong nghi thức làm phép tang. Giờ đây chúng con xin kính mời cha giáo sẽ chủ trì chương trình cầu nguyện và xin kính mời quý vị chứng kinh cầu nguyện. Cầu xin Chúa biên bảo nhau và hướng dẫn nhau trong đời sống đức tin và trong những đau khổ thế này. Sự hiện diện của chúng ta đã là một sự an ủi. Song với lời Chúa thì lời Chúa sẽ trở nên sức mạnh và lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta khi chúng ta đứng trước mầu nhiệm của sự chết, mầu nhiệm của đau khổ. Và đây xin một đoạn chúng ta cùng lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu, chúng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tìm Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin thưa quý bà anh chị em, 65 năm sống trên dương gian, ông Kiểu Phêrô đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, cũng như tình yêu của gia đình, những người thân thiết nhất trong gia đình và trong tình làng nghĩa xóm, bạn bè thân hữu. Sự hiện diện của ông Kiểu Phêrô trên cõi đời là một món quà Chúa ban riêng cho ông và cho những người con cháu cháu chắc. Suốt một đời ông đi theo Chúa và cùng sự Chúa
cũng như hết lòng cho công việc của nhà Chúa. Này tôi gọi ông về với Chúa. Và có một sự thật, một thực tế là trước khi ông ra đi về với Chúa, ông có một khoảng thời gian tương đối dài ở trên giường bệnh để suy nghĩ về lẽ sống, suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Và vì thế ngày ông ra đi, ông đã ra đi trong thanh thản, trong sự bình an, trong sự thương nhớ của những người thân yêu nhất trong gia đình. Đây cũng là một điều đáng để cho mọi người chúng ta suy ngẫm, sống có ý nghĩa cho những người trong gia đình, sống trong niềm tin của con Chúa. Và khi ra đi thì ra đi trong vòng tay yêu thương của những người trong gia đình và trong sự thương tiếc. Hai năm Chúa gửi đến cho ông năm đầy ung thư, ai trong chúng ta cũng sợ hãi, nhưng đó biết đâu được lại là một lời an ủi riêng cho một những người trong gia đình. Kỹ càng hơn thầy hết, có thể chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều người trong chúng ta hay những người đã qua. Chúng ta tạ ơn Chúa và giờ này chúng gọi ông về với Chúa để giải thoát cho ông khỏi cái đau đớn của thân xác. Những người trong gia đình chúng ta tuy đau khổ nhưng chúng ta cũng phải có một lấy làm niềm hy vọng và một niềm vui vì người thân trong gia đình giờ này không còn chịu sự chi phối của bệnh tật, của không gian và thời gian. Giờ này ông đã trở thành một con người tự do trong Chúa, đi theo Chúa và bỏ lại tất cả. Chúng ta cầu nguyện cùng Chúa cho ông và cầu nguyện với những người trong gia đình biết đón nhận thực tế của cuộc sống. Và mỗi người chúng ta đây cũng là một lần để mời gọi chúng ta sống có ý nghĩa hơn cho cuộc sống và chúng ta sống niềm tin của chúng ta cũng sáng hơn trong cuộc sống. Và nhất là chúng ta chăm lo cho phần hồn của mỗi người chúng ta. Lát nữa đây, chúng ta sẽ tham dự nghi thức làm phép khăn ta, những chiếc khăn. Trước mắt chúng ta là những tấm khăn trắng rất nhiều. Và ở đây chúng ta thấy ý nghĩa nhân bản, ý nghĩa Kitô giáo và ý nghĩa của văn hóa người Việt Nam. Khi người thân đã đi, những người trong gia đình mang đi mình tấm khăn ta để tỏ lòng thương tiếc, cũng như là để nhớ đến những công ơn, những điều tốt đẹp nhất mà người thân của mình đã để lại. Trong ý nghĩa ấy, giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện cầu rất chân thành. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn và phục sinh bằng những lời cầu nguyện đầy niềm tin của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Phêrô xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy cha thiêm nhắn bầm sông vinh cứu được hòm cùng các thanh trên nước trời. Xin Chúa nhắn đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Phêrô xưa kia đã rớt mình Chúa Kitô là bánh thằng sống được Chúa cho sống lại trong ngày sau hay. Xin Chúa nhắn đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Chúa nhận đời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Chúa nghe lời dân Chúa đại ban, xin thương đến tôi tớ Chúa là ông Kiều Thu Lô, đáy lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vòng đau ai đã đau
ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Và đấng giáo thần trời đấng. Chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Chúa phán ra liền thánh hóa mọi vật. Xin đổ tràn ơn Chúa xuống trên những chiếc khăn tang này. Và xin thương cho những ai, nhất là những người trong gia đình, khi biết ơn mà dùng chiếc khăn tang này trong sự tưởng nhớ ra đi của ông Kiểm Phêrô, sống trong đạo hiếu, sống trong ơn nghĩa Chúa, thì nhờ kêu cầu danh Chúa được Chúa ban cho hồn an sức mạnh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần là khăn khó cho các con cháu, xin nào mời hai vị đại biểu. Bây giờ xin mời anh Kiêm sẽ lên nhận phần là tang phục của mình cũng như đỡ cho mẹ, xin nào mời anh Kiêm để giúp cho anh em một chút. Tiếp theo xin mời anh Hiếu lên nhận phần tang của gia đình. Tiếp theo xin mời anh Hải lên nhận phần tang của gia đình. Mời anh Dũng lên nhận phần tang của gia đình. Tiếp theo xin mời anh Hoàng lên nhận phần tang của gia đình. Tiếp theo xin mời bà cụ Vui, xin mời bà cụ Vui lên nhận phần tang. Xin mời đại diện gia đình Bắc Ngư lên nhận phần tang cho. Giao cho bà Vui đi, giao cho bà Vui. Xin mời bà Ngư nhận phần tang của gia đình. Tiếp theo xin mời đại diện gia đình ông bà Tường Vương lên nhận phần tang. Tiếp theo xin mời đại diện gia đình ông bà Hải Sáng lên nhận phần tang. Xin mời đại diện gia đình bà Hải Sáng. Hôm nay tháng tư này, chào tháng đây là tháng tư. Đại diện gia đình ông bà Xuân Mát lên nhận phần tang. Tiếp theo xin mời đại diện gia đình ông Bắc lên nhận phần tang. Gia đình ông Bề nhận phần tang.
Xin mời đại diện gia đình ông Trung sẽ nhận thần ban. Ông Mark lên trên. Xin mời đại diện gia đình ông Lộc. Tiếp theo xin mời đại diện ngành vũ tính lên nhận thần ban. Xin mời đại diện ngành vũ tính. Xin mời đại diện ngành ông Bảo. Xin mời đại diện ngành vũ Bảo. Tiếp theo xin mời đại diện ngành vũ Trù Linh lên nhận thần ban. Tiếp theo xin mời đại diện ngành ông Hùng số 17 lên nhận thần ban. Tiếp theo xin mời đại diện ngành ông Mão lên nhận thần ban. Xin mời đại diện ngành của anh. Tiếp theo xin mời đại diện ngành Vũ Vân lên nhận thần ban. Xin mời đại diện ngành Vũ Vân. Xin mời đại diện ngành Bà Như. Con đỡ đầu của ông bà lên nhận thần ban nhé. Đánh thành lại được. Linh cứu của ông Kiểm Tê-rô giờ này đã được quản dưới chân bàn thờ Thiên Chúa. Để rồi, ông sẽ lần lượt được lãnh nhận các giờ cầu nguyện trong tuần này. Giờ này xin kính mời quý thị cùng ông Hoàng sẽ hiệp ý cùng quý cha giáo để cầu nguyện cho ông Kiểm Tê-rô. Chúng con xin kính mời cha giáo. Nhân linh cha và con và thần an nên. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả tháng, nước cha chỉ đến ý cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con phá cho con nhiều siêu chúng con cho khỏi sự lửa. Amen. Tôi tin kinh nơi Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh
thánh thần mà người xuống thai sinh khởi bà ma vi a đồng sinh siêu năng thời quan phong siêu hi la tô siêu âm thanh trên vây thanh gia chết mà sáng ca xuống một tổ sông đầy thứ ma bởi trong thế chết mà sống lại lên trời ngờ mê thiếu đức chúa cha bên ta của ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đức chúa thánh thần, tôi tin cơ hội thánh thần có ở khắp thế này. Ác thánh không còn, tôi tin các ca tội, tôi tin giác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống đầy an lành. Lạy chúa con ở dưới vực sâu kêu lên chúa, xin chúa hãy thần hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chết tôi nào ai nói được, bởi Chúa có lòng mày cùng vì lời Chúa phán ưa. Nên nhổ măng cây vì lời hứa ấy, vì đã trông thấy Chúa những cái lòng dân đức Chúa trời. Cây người cho điên vì lời rất nhất lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi cái làm dân người. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được chỉ ơi đời đời nay được sáng soi vô cùng. Kính mến, kính thưa quý vị, kính thưa quý cụ ông bà, sự hiện diện của cha giáo của quý vị cùng quý cụ ông bà chiều hôm nay tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình, để cho bà quả phụ cũng như con cháu khác vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương bởi sự ra đi của ông Phêrô. Và với ông vừa được hưởng nhờ giờ cầu nguyện số sẵn từ nơi quý cha, quý dì và quý công đoàn, chắc chắn Chúa sẽ thương và tha bớt phần phạt cho ông. Từ đây để tỏ lòng biết ơn nơi quý cha giáo, nơi quý dì và cộng đoàn, tăng đây chúng con xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Cha giáo du sẻ, kính thưa quý dì, quý cộng đoàn, ông Phêrô của chúng con giờ đây không còn nữa. Ông đã vâng theo thánh ý Chúa để về từ giã căn nhà trần thế này, để về an nghỉ cùng tổ tiên. Giờ đây nỗi đau thương mất mát của thánh quyến chúng con được cha giáo, quý dì, quý cộng đoàn về đây hiệp thông cùng gia đình chúng con làm nghi thức phát tang và di linh cứu ông kiểm Phêrô của chúng con ra lễ đại tang. Vậy giờ đây tăng quyến chúng con đang những nỗi đau thương mất mát lại được cha giáo, quý dì, quý cộng đoàn hợp cùng tăng quyến chúng con để làm các nghi thức. Vậy giờ đây con thay lời cho tăng quyến xin cúi đầu cảm tạ nơi cha giáo và quý dì, quý cộng đoàn đã thương mến đến ông Phêrô của chúng con. Một lần nữa con thay lời cho tăng quyến, con xin cúi đầu cảm tạ nơi cha giáo, quý dì, quý cộng đoàn đã vì tưởng thư tình thương mến ông Phêrô của chúng con xin hết lòng cảm ơn. Từ đây chúng con xin kính mời cha về bên phòng khách để mời nước. Chị em chúng con xin kính mời mọi người hiện diện ở đây cùng với chị em chúng con dâng lời cầu nguyện cho một Phêrô. Về xin và ban nước cử nước trời cho ông kiểm Phêrô. Xin cha và con và thánh thần. Chúng tôi chúa trời.
người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Đó là lời Chúa. Xin kính mời quý vị về bên phòng khách để mời nước chia buồn với gia đình. Chúng tôi phần hội ngoại và giờ này các đại biểu đã về đây để giúp đỡ gia đình mọi công việc và trong chương trình lễ tang của ông đã tiễn đưa ông ra trước nhà thánh Chúa để rồi và giờ này tôi phần hội ngoại đã tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông và mở đầu chương trình lễ viếng của tôi phần hội ngoại xin kính mời. Các đại biểu đại diện trong đôi phần đội ngoại hãy dâng hương đến để chúng tôi làm việc nữa và kính chúc ông thầy được xin mời đại biểu. Xin mời hai đại biểu dâng hương đến cho. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa hỡi Thần.
đại diện cho đoàn có đôi lời phân lưu với gia đình trên kính lời vị đại diện.
kính thưa ông đại diện, kính thưa gia đình thân quyến, kính thưa các cụ, các ông, các bà hiện nơi cầu thang. Ngày hôm qua, liên đoàn thông gia chúng tôi được tin báo buồn của gia đình, đưa tin cho gia đình, cho liên đoàn chúng tôi biết về việc ông Tiểu Thơ Chúa gọi về đời sau. Đây là một sự đau thương mất mát vô hạn của gia đình, vì ví như nếu ai mất một vật gì thì còn hy vọng có một ngày kia sẽ tìm được, nhưng sự mất mát này ra đi không bao giờ trở lại nữa. Mà nếu có nhớ, ai nhớ đến thì chỉ nhớ đến hình ảnh ông, nhớ đến tư cách của ông, nhớ đến sự đạo đức hay là giá trị của ông mà thôi. Đây là sự vui buồn, đây là sự một sự vui vô cùng đau đớn. Vậy liên đoàn chúng tôi cũng xin được phép thay lời tôi lên, thay được phép thay lời tôi liên đoàn chúng tôi cùng chia sẻ sự đau thương mất mát này để an ủi mọi người chúng ta. Trong thánh thi cầu hồn có câu nhất: đời tôi như sợi chỉ, đương nước mãi đưa thôi, vì tay người thợ dệt đâm cắt đứt ra rồi. Vâng, thưa các cụ và tất cả mọi người, từ trước cho đến bây giờ mọi người chúng ta cũng nhìn rất nhiều người Chúa gọi một cách đột ngột, hay là đang tuổi xuân xanh, tuổi sung sức, tương lai hy vọng còn sáng sủa, nhưng Chúa gọi một cách đột ngột, nghĩa là người cắt đứt chỉ và cái thoi không đưa, không chạy được mà dệt vải nữa. Vậy giờ đây tôi xin được bày tỏ lời như vậy để yên ủi mọi người chúng ta, vì sự ra đi của ông Kiểm đây là một sự về với Chúa. Ngài thút bỏ mọi gánh nặng ở đời và đến hưởng sự vui hạnh phúc cùng Chúa. Một lần nữa xin được chia sẻ sự đau thương mất mát vô cùng đau đớn. Và giờ đây biết được cầu nguyện, xin ra mời ông Quảng Đoàn xin dâng lời cầu nguyện. Kính thưa các vị đại diện cùng gia đình tăng quyến, giờ này về chiếc vòng tang để tổ chức lễ viếng ông Pedro là đại biểu công ty Nhật Trang Cement và đại biểu công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng Nhật Trang Cement, công ty cổ phần đầu tư Petro ở Hà Nội, là nơi anh Kiên là con trai cả của Pedro hiện đang tham gia công tác nơi các phi đoàn. Vậy lời đầu tiên, ban tổ chức truyền lời cho các phi đoàn xin được gửi tới anh Kiên cùng đồng tác quyến lời thăm hỏi động viên và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, mời một đại biểu thay mặt cho đoàn lên dâng lễ đem kính viếng. Nên dân hoa tươi. Để tỏ lòng thương nhớ và tiếp biệt người cha kính yêu của anh Kiên không còn ấy, mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Giáo của giáo xứ Hương Nhượng cùng anh chị em ca đoàn của giáo xứ Hương Nhượng là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình của ông bà Dũng Hằng, con của cụ Kiểm Phêrô. Ông cụ Kiểm Phêrô đã được Chúa truyền lệnh rời khỏi trần thế. Ông ra đi đã để lại cho bà cùng con cháu chắt nỗi nhớ thương vô hạn. Bà cùng các con cháu chắt nói chung, ông bà
Dũng Hằng nói riêng đã có lời kính trình tới quý cha, kính báo tới quý sứ, và với tình cảm sâu đậm, giờ này quý cha cùng quý sứ đã về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông Tiền Phêrô. Tang lễ xin kính mời hai vị đại biểu đại diện cho giáo xứ dâng hương nến lên trước tòa nhà Thiên Chúa và kính viếng ông Tiền Phêrô. Xin kính mời. Ông đã hoàn thành hành trình dương thế, từ giã mọi người thân yêu để ra đi. Sự ra đi của ông để lại cho tang quyến một nỗi buồn vô hạn, một mất mát thật lớn lao. Dẫu biết rằng ra đi không phải là hết, sự ra đi chỉ là một sự đổi thay. Ông đi trước để mọi người cùng biết bước hành trình dương thế và sẽ theo sau, ai cũng phải chết một lần. Tuy nhiên, sự ra đi dứt khoát không còn ở trần thế nữa, sự vắng bóng không còn thấy con thấy cháu, con cháu không thấy ông nữa, nên con cháu thương tiếc và luyến nhớ. Và anh chị em của ca đoàn về đây, trước là lấy lời lẽ đức tin để an ủi quý tang quyến, đồng thời dâng lên quý tang quyến, cùng với quý tang quyến dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô, xin lòng thương xót của Chúa đón nhận linh hồn ông Kiểm Phêrô được vào an nghỉ trong nước của Chúa. Với những tâm tình như vậy, giờ đây xin quý tang quyến và anh chị em cùng hợp ý trong giờ cầu nguyện. Phục sinh về quê trời hương nhan thánh Chúa.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippi: anh em thân mến, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Được, người vẫn có thể bắt muôn vật phải quy phục người, đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý tăng quyến và thưa quý ông bà anh chị em thân mến, ông Kiểm Phêrô Văn Mùi, người thân của chúng ta, ông đã thuộc về Chúa Kitô, lãnh nhận bí tích rửa tội, là ông cùng chết với Chúa để sống lại với Ngài trong đời sống ân sủng. Suốt một hành trình dương thế giữa bao những thăng trầm và thử thách của cuộc sống, với những khó khăn của cuộc đời, nhưng ông đã gắn bó với Chúa. Có những lúc đầy xao xuyến, có những lúc dao động của đời sống đức tin, nhưng rồi ơn của Chúa vẫn lôi kéo ông để ông về với Chúa. Trong những ngày cuối đời, ông đã dành ra quỹ thời gian thật vàng ngọc để tham gia vào công việc chung của giáo xứ giáo họ. Ông tham gia vào nhiệm vụ của người quý chức để phục vụ giáo hội và gắn bó với Chúa. Đặc biệt nữa là những ngày cuối đời, Chúa để cho ông phải thử thách bởi bệnh tật. Giữa những khó khăn của đau khổ của bệnh tật, ông vẫn vâng theo thánh ý Chúa, biến những đau khổ thành những công phúc đưa về đời sau. Chúa đã sinh ra cho làm người, được làm con Chúa, và hôm nay Chúa lại gọi ông Phêrô về hưởng hạnh phúc với Chúa. Là thân phận kiếp người đầy yếu đuối và mong manh, là con người yếu đuối giữa cuộc sống, có những lúc tin theo Chúa, nhưng cũng có những lúc đức tin của chúng ta bị vần đồ bởi những cám dỗ của thế gian. Nhưng lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên, Chúa gột rửa khi chúng ta có niềm tin tưởng gần trong và cầu xin. Chính vì thế mà chúng ta tha thiết thần lại lòng thương xót của Chúa, gột rửa những yếu đuối, những thiếu sót, những hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta đang dâng lên Chúa giờ này. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của ông Phêrô để ông sớm được về yên nghỉ trong hạnh phúc nước trời. Với những tâm tình ấy, giờ đây chúng ta tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay
khi đối diện với đau khổ sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời rao giảng của Hội Thánh Người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn ông Phêrô khi còn sống đã hết lòng tin thờ Chúa và phục vụ Hội Thánh. Giờ đây được Chúa xót thương đưa vào hương phương quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, xin hằng nghe lời dân Chúa nài van. Xin thương nhìn lên tôi tớ Chúa là linh hồn ông kiềm Phêrô. Ta hết lòng trong cây Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thánh từ đạo Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng thánh quý cha, chánh sứ Hương Nhượng, hội đồng mục vụ giáo xứ Hương Nhượng, ông Phêrô của chúng con đã vâng theo tiếng Chúa gọi, đã từ giã mọi người nơi trần thế để về nhà Cha. Giờ đây chúng con thấy quý cha và quý hội đồng mục vụ của giáo xứ Hưng Nhượng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, xin Chúa nhân từ mẹ Maria, mẹ là nữ vương luyện hình, cầu bầu trước mặt Chúa sớm đưa ông Phêrô của chúng con hưởng tôn nhan Chúa. Vậy con cũng thay lời cho thăng quyến, xin cúi đầu cảm tạ nơi quý cha và quý cộng đoàn. Giờ đây chúng con xin kính mời cha, kính mời thầy cùng phía trước về bên phòng khách để lời nước. Đây là tin báo buồn của gia đình tăng tiến kính bạn. Chúa gọi ông Kiệt Phêrô về với Chúa. Giờ đây đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình tăng tiến, đoàn đại biểu thay mặt cho ban ca đoàn, nhạc đoàn cùng đoàn giáo lý viên, giáo họ Đức Bà là nơi có mối quan hệ với ông bà Hà, cũng như đoàn đại biểu con đỡ đầu ông bà Dũng Hằng đã có mặt tại phòng tang để tổ chức lễ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ban tổ chức. Mời một đại biểu thay mặt cho các quý đoàn để điều hành giờ viếng. Kính thưa cụ Củng Cố, là thân mẫu của ông Kiểm Phêrô, thưa bà Kiểm, thưa gia đình tăng hiếu, Chúa truyền gọi ông Kiểm Phêrô về với Chúa. Tin buồn đau thương này đã loan tới bốn đoàn như ban tổ chức đã nêu trên. Tôi đại diện thay lời cho bốn đoàn, xin có lời chia sẻ phân yêu sâu đậm nhất tới cụ Củng Cố và bà Kiểm đồng tang gia. Khi ông Kiểm còn bình sinh, ông đã làm tôi Chúa và Đức Mẹ, làm tôi quan thầy. Ông đã động viên con gái ông là cô Hằng đã tham gia ca đoàn và tham gia giáo lý viên của Đức Bà. Đặc biệt, ông đã động viên con rể ông là đã tham gia tích cực trong nhạc đoàn. Xin thành kính phân yêu lời sâu đậm nhất. Trước không khi vào phần lễ viếng, xin giới thiệu các đại biểu đại diện cho bốn đoàn có quần hương nến trước tôn nhan Thiên Chúa và linh cứu ông. Xin giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho
ca đoàn dâng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh cứu ông. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho nhạc đoàn giáo họ Đức Bà dâng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh cứu ông. Một vị đại biểu đại diện cho giáo lý viên giáo họ Đức Bà dâng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh cứu của ông Kiểm. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho các con cháu đỡ đầu của ông bà Dũng Hằng dâng vòng hoa tươi trước tôn nhan Thiên Chúa và linh cứu ông. Và trong khi thời bình sinh, ông Kiểm còn sống ở trên dương thế, có những điều gì chưa được đẹp lòng Chúa, xin mẹ Maria hồn xác lên trời, thánh cả Phêrô chuyển lời cầu nguyện của chúng con lên trước tôn nhan Chúa để Chúa bước phần thanh luyện cho ông Kiểm. Và cũng một lần nữa là xin chia buồn sâu sắc riêng đối với ông bà trưởng hoàng và đoàn giáo và các con cháu của ông bà Dũng Hằng. Xin mọi người cùng hướng về tôn nhan Thiên Chúa để dâng lời cầu nguyện cho ông Kiểm Phêrô. Thưa các vị đại diện cùng gia đình tăng quyến,
thật là xúc động và thương nhớ khi nhận được tin. Ông Kiệt Pedro là người giám đốc và đặc biệt cũng như người cha giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải không còn đến. Giờ đây đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình tang tiến và đặc biệt để ghi nhận những công lao dựng dạng cũng như lo toan các phần công việc của công ty để làm sao anh chị em công nhân có công ăn việc làm và tạo thu nhập cho gia đình. Đoàn đại biểu thay mặt cho anh chị em công nhân thuộc công ty Minh Hải giờ này đã có mặt đông đủ tại phòng tang cùng đoàn đại biểu cửa hàng xăng dầu bến xe Xuân Trường và nhà xe Hoàng Khương là nơi có mối quan hệ với ông bà Dũng Hoàng cũng đã cùng đồng hành có mặt tại phòng tang tổ chức lễ viếng và dâng lời cầu nguyện cho ông. Vận chuyển lời cho các quý đoàn xin được gửi tới bà quả phụ cùng đồng tang quý lời thăm hỏi động viên và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, mời các đại biểu thay mặt cho đoàn có tuần hướng lên nhân dân trước lễ cứu ông. Đại diện cho cộng đoàn giáo dân Tây của quý sứ Xuân Trường là nơi có sự liên quan mật thiết tới gia đình anh chị Hải, con của ông Kiệt Phêrô. Ông Kiệt Phêrô của tang hiếu đã vâng lệnh Chúa từ giã thế gian. Sự ra đi của ông đã để lại cho bà cùng con cháu chắc nỗi nhớ thương vô hạn. Bà cùng các con cháu chắc nói chung, anh chị Hải nói riêng đã có lời kính báo tới quý cộng đoàn. Và với tình cảm sâu đậm, giờ này các cô các vị đại biểu đã trở về phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương vô hạn với tang hiếu, đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông Kiệt Phêrô. Tang lễ xin kính mời vị đại biểu đại diện cho giáo giáo điều hành chương trình lễ viếng. Nghiêm trang đứng trước phòng tang là cộng đoàn giáo tháp Tây thuộc giáo xứ Xuân Dương. Kính thưa linh hồn ông Phêrô, kính thưa ban tang lễ, thưa nội tộc và gia đình tang quyến, giữa lúc cả giáo hội đang dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thì cộng đoàn giáo tháp Tây chúng tôi nhận được tin báo buồn của bà quả phụ và gia đình tang quyến nói chung, đặc biệt anh chị Hải Hoa nói riêng. Nay có thân phụ Chúa gọi về đời sau, nhận tin này cộng đoàn đã về trước phòng tang chuyển lời của đoàn xin gửi tới bà quả phụ, gia đình tang quyến, nội ngoại tộc lời phân ưu, lời chia buồn sâu nặng nhất. Để tiếp tục chương trình lễ ký kiến, xin trân trọng kính mời hai quý chức đại diện cộng đoàn nhân dân tuần hương trước bàn thờ Thiên Chúa và Linh Cứu Ông, xin trân trọng kính mời. Lại tình đồng nghĩa tình hợp lại dân người trên đi tới đây, xin trân trọng kính mời một quý chức đại diện cộng đoàn nhân dân vòng hoa tươi trước linh cứu ông, xin trân trọng.
65 năm qua, ông Kiểm Phêrô đã sống tốt đạo đẹp đời, là người chồng, người cha, người ông, người tín hữu hiền lành và thánh thiện. Giờ đây, ông đã về với Chúa để trong tình cảm và đồng cảm bất bác đau thương cùng gia đình tan biến. Xin mọi người trong phòng tang cùng cộng đoàn tôi dành phút tưởng niệm ông, phút tưởng niệm bắt đầu. Là đoàn đại biểu công ty Bảo Nguyên Hải Phòng là nơi ông bà hướng hoàn có mối quan hệ kinh doanh buôn bán cùng đoàn đại biểu công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại và bán là nơi anh Kiên đã tham gia công tác đi vào chương trình lễ viếng. Mời hai quý đoàn lên thắp hương đặt vòng hoa tịnh thiệt. Mời hai đại biểu thay mặt cho hai quý đoàn lên đặt vòng hoa nắng hoa kính dường. Mời hai quý đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Tên nữ của hai quý đoàn đến đây đã hoàn tất. Kính thưa các vị đại biểu cùng gia đình tang quyến, giờ này về trước phòng tang để tổ chức lễ viếng ông Ngô Văn Hồi. Là đoàn đại biểu thay mặt cho đảng, chính quyền, ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Trường cùng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và hội chữ thập đỏ cùng cán bộ nhân dân tổng 12 thị trấn Xuân Trường do ông Nguyễn Mạnh Thường, bí thư ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Xuân Trường làm trưởng đoàn, là nơi công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Minh Hải do ông Ngô Văn Hồi khi còn bình sinh trực tiếp làm giám đốc và đang tham gia sản xuất kinh doanh tại địa bàn tổ 12 thị trấn Xuân Trường. Vậy chuyển lời cho đoàn, xin được gửi tới bà và phụ cùng đồng tác quyến lời thăm hỏi động viên và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, xin kính mời ông Nguyễn Mạnh Thường trưởng đoàn lên thắp toàn hương trần. Trần Xuân Trường, kính mời một đại biểu thay mặt cho cán bộ nhân dân tổ 12 đã đặt vòng hoa mang dòng chữ cán bộ và nhân dân tổ 12 thị trấn Xuân Trường kính thưa. Mời các đại biểu dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng của các quốc đoàn đến đây đã hoàn tất. Trước linh cữu của ông Kiểm để tổ chức chương trình lễ viếng đại diện cho nhà dòng Vân Côi và dòng Bến Thánh Giá giáo xứ đền Thánh Nhạc, ông Kiểm Phêrô của Tang Diếu đã vâng lệnh Chúa từ đá thế gian. Ông ra đi đã để lại cho bà cùng con cháu chắc nỗi nhớ thương vô hạn. Bà cùng các con cháu chắc đã có lời kính báo tới hai quý lòng. Và với tình thương giờ này, quý vị đã về nơi phòng tang để chia sẻ nỗi nhớ thương với tang hiếu
đồng thời tổ chức chương trình lễ viếng và cầu nguyện cho ông Kiểm Phêrô. Tang lễ chúng con xin kính mời đại diện của hai quý dòng sẽ có đôi lời động viên an ủi gia đình trước cầu nguyện. Kính thưa linh hồn ông Phêrô Kiểm, kính thưa ban tổ chức lễ tang, đặc biệt là kính thưa gia đình tang viên. Nhận được tin ông Phêrô Kiểm qua đời, hai hội dòng chúng tôi đã cầu nguyện suốt mấy ngày hôm nay, và hôm nay đã ra nơi ông Kiểm đang ở giữa chúng tôi đây để cầu nguyện cho ông và gia đình lời vân ưu sâu sắc nhất của hai hội dòng chúng tôi. Và giờ cầu nguyện của chúng tôi được bắt đầu. Kính mời mọi người đang hiện diện nơi đây để hợp với hai hội dòng, dòng Mân Côi và dòng Bến Thánh Giá, để cầu nguyện cho ông Kiểm linh hồn Phêrô sớm được hưởng thánh nhan Chúa cùng với Đức Mẹ và các thánh. Cầu xin Chúa thánh thần người được cùng với người vui hưởng hạnh phúc trường sinh.
tại trong cõi người cho nên thì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng lần vô canh tung bay qua biển đất mới. Quý dòng, quý gì và dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Này xin Chúa rộng lượng hải hà mà tha bớt phần phạt cho ông Kiểm. Chắc chắn Chúa sẽ thương mà tha cho ông. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi hai quý dòng, cho phép ban tang lễ chúng con xin được thay lời cho bà Kiểm cũng như con cháu chắc trong gia đình. Trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính mời quý vị về bên phòng khách để mời nước.